7 giờ tối, khi bữa ăn của học sinh bán trú đã xong, các thầy cô trường tiểu học và trung học cơ sở Dìn Chin mới vội đi lấy nước. Ở đây không có nước giếng. Rồi, cô giáo ơi, đừng đi khó quá nhỉ. Vâng ạ. Khe núi gần nhất có nước, cách trường nửa cây số. Đường đi lắt léo. Nhưng thế này vẫn còn tốt, vì bây giờ là mùa mưa, bể chứa nước lúc nào cũng đầy. Vào mùa khô, lấy nước là một phép thử, tính kiên nhẫn. Cái nguồn nước đấy là có khi là cả dân của mấy thôn ấy cùng đi vào để dùng cái nguồn nước đấy, nên là khi đi lấy là mình phải chờ đợi. Lúc đấy nước cũng không phải là chảy to mà nước lại chảy bé, thì để hứng được một can nước thì lại rất là nhiều thời gian. Dạy học nơi khó khăn khiến các thầy cô luôn phải biết tính toán. Cô Bút Pha là tổng phụ trách đội. Để giữ gìn bộ trống này, cô cho học trò tập đánh trên mặt sân. Dùi trống thì đẽo từ cây tre. Nếu nó gãy, lại tìm cách. Tập luyện bị gãy rồi, cuối cùng không có dùi thế thành ra phải bản thân tôi lấy băng keo trong để ai lại để cho anh em thực hiện. Ở những xã nghèo của miền Tây sông nước, học sinh rất dễ nản chí, bỏ học đi làm ăn. Các thầy cô chẳng khá giả gì, vẫn cố gắng giúp đỡ các em. Thầy Danh Minh đã nhận đỡ đầu cho học sinh khó khăn nhất của lớp. Từ 3 năm nay, em nhớ được thầy chỉ bảo, động viên thường xuyên. Thầy giúp đỡ cho em rất là nhiều về tài chính lẫn tinh thần. Môn thầy thì mấy năm trước em học khá là tệ, nhờ có thầy nên em hôm nay đã khá hơn. Thấy những cái em lam lũ, gia đình cũng khó khăn nhưng cũng cố gắng tạo điều kiện, cố gắng đi học đến trường. Như vậy thì từ thấy những cái hoàn cảnh đó mà làm cho trong lòng mình luôn luôn cái thôi thúc ý thức là phải cố gắng bám trụ với cái nghề này. Cỡ nào cũng phải cố gắng. Thầy Danh Minh, cô Bút Pha là người dân tộc Khmer. Cô Lan là người Bố Y, dân tộc còn rất ít người. Trở thành giáo viên, các thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn truyền cảm hứng, truyền niềm tin cho người dân về giá trị của việc học. Trong cái làng của tôi thì cũng có một số gia đình đấy cũng bảo là thôi không cho con đi học nữa, cho con ở nhà là cùng bố mẹ là giúp bố mẹ đi chăn trâu, hay là những anh chị lớn thì giúp trông em nhỏ. Nhưng mà khi mà tôi đi học về thì hàng năm tôi được có cái giấy khen, và sau này được đi công tác thì nhà nào khi thấy những cái hình ảnh như thế là cũng muốn cho con mình đi học.